Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái clip rất hay ho. Chúng ta sẽ quay trở lại với Cường Nguyên Thân. Mình là Cường Nguyên Thân. Giới thiệu với tất cả những bạn mới vào thì mình là một chuyên gia về đồ second hand, hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày với một cái clip là clip liên quan đến việc là có rất là nhiều, thực ra cũng chẳng nhiều lắm, mười mấy đơn hàng hoàn trong vòng 2 tháng trời của nhà mình từ đầu năm nhỉ. Từ đầu năm đến giờ. Và cái thời điểm này thì mình sẽ sale 50% cho cái hàng hoàn này nhé. Hàng hoàn này thì nó có rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên là có thể là không vừa. Lý do thứ hai đó là nó có thể là gọi điện đến khách không nghe máy. Và lý do thứ ba là lý do mà hay bị nhất, đó là cái đơn vị giao hàng là thường thường là gọi điện cho khách 2 lần, 3 lần không được là nó tự auto chuyển hoàn về cho shop mình. Và ngày hôm nay thì để tri ân với tất cả mọi người thì mình sẽ sale 50% cho mã hoàn này nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Nguyên Thân khám phá sản phẩm hoàn ngày hôm nay. Một cái clip quay rất là gần nhé, để cho anh em có thể xem được tất cả những cái hàng này sẽ là hàng gì. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hàng hoàn 1. Hoàn 1 đi em. Không, bây giờ phải bóc ra đã, hiểu không? Bóc ra đã, bây giờ mày dán ở ngoài này thì sẽ giải quyết cái gì? Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái hàng hoàn như thế này. Thì thực ra là có rất là nhiều các cái đơn hàng ấy, là ví dụ như kiểu mình gửi 4-5 cái áo đi thì người ta vừa khoảng 3 cái thì người ta sẽ hoàn về 2 cái. Thì đây chắc chắn không phải đơn của nhà mình gói, hoặc là người ta gửi lại cho mình. Chứ còn ví dụ như kiểu đơn nhà mình gói sẽ là đơn túi zip, hoặc là đơn túi bóng màu đỏ, hoặc là hộp cát tông nhé, chứ không có cái túi bóng màu vàng này. Túi bóng màu vàng này chắc chắn với tất cả các bạn một điều, đấy là cái đơn này là cái đơn mà khách gửi về cho mình. Tí rồi cắt vào. Ui, đây, con này mà cũng hoàn á. Đây, chúng ta sẽ có, ui, đây, khách cẩn thận nhá. Chúng ta sẽ có một con áo da của Film Showwood nhé. Con này thì mình đã lên một lần rồi, và cái hàng hoàn này thì mình phải nói thật với tất cả anh em luôn là như kiểu con này thì nó là da thật 100% này. Chiều cao từ 1m6 đến 1m65. Cân nặng là 55 đến 62 kg nhé. Con này đầu tiên là mã là mã A23, mà đợt trước là mình có bán con này với giá 1.150.000. Đây là cái lý do tại sao mà cái đơn này lại bị hoàn này, nó bị xước một chút ở đây. Thực ra là không ảnh hưởng đối với cả những khách hàng mà dễ tính đâu. Con này là form suông nhá, form suông và nó là form cúc. Chúng ta sẽ đến với mã Feel So Good này, da thật này, với mã là hoàn 1 dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nào mà ngày xưa thích con này mà không săn được. Hoàn 1 của chúng ta ngày hôm nay giá sẽ là bao nhiêu? Mình nói thật với anh em luôn là những cái đơn hàng hoàn này thì mình nói thật là có thể là anh em không tin, nhưng mà mình sẽ bán kiểu gọi là cho vui ấy, cho vui ấy, để cho anh em có thể vào đây để săn được những cái thứ mà mình muốn với cái giá rẻ. Những cái hoàn này thì vía của nó rất là nặng. Chính vì thế nên là mình muốn giải vía bằng cái cách là mình sẽ bán rất là rẻ những cái con này nhá. Chúng ta sẽ chấp nhận chơi những cái con kiểu da thật như thế này với giá bao nhiêu, khoảng hơn 1 triệu đúng không? Thì cái mã hoàn 1 này ngày hôm nay mình sẽ bán với giá là 350.000. Đừng có ngạc nhiên quá, 350.000 còn không có cả giá nhập luôn. Không có giá nhập, còn không bao giờ thậm chí bằng một nửa giá nhập luôn với cả những cái con như thế này. Da thật 100% nhá. Anh em chơi được thì báo với mình, hoàn 1 350.000. Form size mình báo rồi, da bò thật 100% nhá. Da xịn và nó chỉ bị xước một chút thôi. 350.000 cho con này. Thôi kệ. Nó còn rẻ hơn cả da PU. Thôi không sao đâu. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã hoàn 2. Bạn đúng cho vui. Mã hoàn 2 của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái cái đôi này là của anh Dương Thanh Hoai mà hôm trước không vừa này. Đôi cái kéo chứ. Con này anh ấy bị bảo là bị gọi là bị kích. Sau đấy là anh Dương Thanh Hoai anh đã lên tận nơi nhà mình và anh ấy lấy tức là kiểu gọi là mua một đôi giày khác, nhưng mà đôi này thì đã bách về. Con này thì là một con giày bằng da bò. Đây, Nguyễn Hồng Dương đây, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hoai. Mã đơn là 4629 nhá. Chúng ta sẽ đến với hoàn 2. Ui, con này bị kích mũi, con này của anh ấy là bị kích mũi. Con này đến từ nhà Timberland, da của nó là da bò nhé. Timberland anh em, một thương hiệu đến từ Mỹ. Con này size 41,5, anh em nào đi 40 đi nhá, chứ đi size 41 là bị nhỏ mũi đấy.
hoặc là đặc biệt là những anh mà kiểu chân mà bị bè quá ấy là không nên đi đôi này đâu. Cái mã này là mã hoàn 2. Chúng ta sẽ đến với cả hoàn 2 với mã Timberland theo cái kiểu như thế này. Con này hôm trước mình bán bao nhiêu nhỉ? 1.150.000 đúng không? Ờ đúng rồi, 1.150.000. Nhưng ngày hôm nay thì cái mã hoàn 2 này sẽ bán với giá là 600.000. 600.000? Ờ, 600.000 cho Timberland. For receipt bạn, mình bán cho vui đấy. Những cái đơn này mà ai mà săn được thì sẽ rất là sướng luôn. Và mình nói thật luôn là với tất cả anh em là đơn hoàn này thì anh em chuyển khoảng 100% nhé, chứ còn không COD đâu. Không cốt. Mình nói trước là bởi vì đã bán dưới cả giá gốc rồi. Chúng ta sẽ có một cái con Nửa tiếng nữa quay lại. Đây chúng ta sẽ có một cái con như thế này, Timberland chính hãng, da xịn, cực nhẹ luôn. Này đế điếc cái thứ còn nguyên này, dã man. Anh em nào đi 40 hoặc 40,5 đều đi được con này nhá. Mã hoàn này em ghi vào nhá. Và đơn hoàn ấy tất cả mọi người chuyển khoảng 100% cho mình nhá, bởi vì là những đơn này là không kiếm được một đồng nào đâu, làm cho vui. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với đơn hoàn 3. Hoàn 3 của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một đơn với mã là 21496. Đây là một con phao anh em ạ. Một con phao của nhà Eder. Con này thì hôm trước là khách bảo là tay bị ngắn. Tay ngắn thế nên là mình sẽ nói chung là kiểu nó tùy thuộc vào form người nữa. Nhiều người kiểu form phủng các thứ kiểu dị á. Nhiều người chân thì rõ ràng là giày nó chỉ có một size thôi. Ui con này, anh em nhìn con này hoàn này. Đây là một con Eder. Khách bảo khách rất là tiếc con này, bởi vì con này tay nó hơi ngắn so với khách. Khách thì thích tay chùm thôi, nhưng mà những cái form ở Hàn Quốc như thế này thì mình phải nói thật với anh em luôn là, đây anh em nhìn này, tag còn nguyên nhé, cái tem dưới còn nguyên này. Con này thì mình sẽ phải mặc vào cho anh em xem. Con này mình cao 1m70. Ơ, tay con này mà ngắn á. Đây anh em, tay nó đến tận đây rồi. Đây. Ơ nhưng mà tại sao con này lại bị hoàn nhỉ? Không lỗi một tí nào nhé. Tất cả những sản phẩm phao của nhà mình nó không lỗi đâu. Ôi con này độ mới chắc phải đến 95% mất anh em. Hoàn 3. Chiều cao 1m65 đến 1m72, cân nặng 60 đến 75 kg. Độ mới con này thì khỏi phải nghĩ luôn. Tại sao lại hoàn một cái con đẹp như thế này? Đến từ thương hiệu Eder này. Đẹp lắm, chắc là hoàn là bởi vì màu ấy chứ. Kiểu đây này, đến cả mấy cái đường viền viết các thứ của nó vẫn còn ngon nhá. Con này trong mùa mình bán 950 ấy. Ôi nhưng mà nó đẹp thật, lông vũ nhá, lông vũ của Eder. Đây, tem tiếc các thứ này. Mình sẽ soi hết tất cả mọi thứ, không lỗi một tí nào luôn anh em ạ. Con này là không lỗi một tí nào luôn. Giá sẽ là 300.000 cho con này nhá. Hoàn 3. Đây, con này hôm trước là mã 2 đấy. Mình bởi vì là trong cái khoảng thời gian suốt 2 tháng vừa qua thì mình không động vào đơn hoàn, mình bảo là cứ để lên clip để cho anh em kiểu giao lưu với anh em ấy. Anh cứ sâu tỷ lệ hoàn này. 2,1%. Đây, tỷ lệ hoàn đơn của nhà mình là 2,1% nhé. Đây cho anh em xem luôn, không anh em lại bảo mình nói phép. 2,1% thế nên là để gom được một cái clip này bọn mình chờ rất là lâu. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với hoàn 4 à. Hoàn 4 này. Hoàn 4 nhé. Không sợ đâu. Mà có rất là nhiều khách hàng buồn cười lắm. Đến gọi điện không nghe máy. Mà nhà mình ấy thì giao hàng tiết kiệm nó được coi là khách VIP mà. Thế nên là cứ không nghe máy 3 lần là nó cho bách về, tự động bách về. Ui. Đây. Đây là một con áo đến từ thương hiệu SI32. Con này thì form size 1m6 đến 1m63 này. Cân nặng. Cân nặng của con này thì sẽ rơi vào khoảng 50 đến 55 kg. Tầm tầm đấy thôi. Vải thể thao nhé, vải giãn SI32. Con này thì không lỗi một tí nào luôn. Hình ảnh các thứ của nó, à cái hình thù của nó rất là đẹp và form size của nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Con này bán bao nhiêu tiền đây? 99k free ship. Đây nha, mình nói rồi nha, hàng hoàn này mình bán không có lãi một tí nào luôn, thậm chí là lỗ rất nhiều. Thế nên là anh em vui lòng chuyển khoản trước cho mình nhé. Hoàn mấy rồi? Đây là 4 này anh em. Hoàn 5 anh em ơi, chúng ta sẽ lên với hạng hoàn 5. Thực ra là mình chả biết là nó gồm có những cái gì đâu. Đây, hàng của nhà mình đi nó đẹp như thế nào mà bây giờ bách về nó sẽ thành như này này. Ui.
con này lau lại đi. Chúng ta sẽ bỏ qua cái con da này nhá, bởi vì lý do đơn giản thôi, là mấy hôm trước là trời nó bị nồm ấy, thế những cái con da thật này nó sẽ bị ám, nên là mình phải lau lại. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với hoàn 5. Một đơn hàng được gửi đến từ VN Sport. Hoàn 4 tí nữa bảo lau lại nhé, tí lau lại cả mấy con da biker đó. Trời nồm mà anh em, da thật ấy, da người còn mốc nữa. Tức là nó sẽ có những cái mà cần phải lau lại bằng cồn 70 độ. Đây là hoàn mấy rồi? Đây là hoàn 5. Em cứ dán đây hoàn 4 đi, con kia thì để lên sau đi. Đây là hoàn 4 rồi, đây là hoàn 5, đây là hoàn 6. Ok, chúng ta sẽ đến với đơn hoàn 6 nhé. Hoàn 6 của chúng ta ngày hôm nay thì gồm có một con polo của Convert với form size 1m6 đến 1m65, cân nặng 55-60kg nhé. Của Convert nó sẽ như thế này. Độ mới trên 90%, không lỗi đâu ạ. Đơn nhà mình thì không có lỗi, chẳng qua là bách về thì bởi vì lý do là nó không vừa đấy. Lỗi thì tỷ lệ hoàn đơn nó sẽ chắc chắn không phải là 2%, giống như trên clip Super Gold. Có con này đẹp mà. Ui, tại sao lại có thể hoàn con Selected này nhỉ? Đây là một con rất là đẹp nhé. Đây là một con da rất là đẹp, con da VIP anh em. Hay là đến, có nhiều khách kiểu đến nơi bảo anh hôm qua anh xịt con lâu hết sạch tiền, không có đủ tiền lấy. Có nhiều khách buồn cười cực kỳ luôn, chả hiểu tại sao lại có thể đem ra một cái lý do kiểu như thế. Tiếp tục này, chúng ta sẽ đến với Selected. Đây là một con được làm bằng da bò 100% này. Chúng ta sẽ có một cái con form size cực kỳ đẹp nhá, mình sẽ mặc cho anh em xem. Lùi lại một chút nào, lùi lại một chút để cho mọi người xem kiểu form size cho nó dễ. Con này là hoàn 6 đúng không? Hoàn 6 thì cái con phông vừa rồi giá nó sẽ là 99k nhá. Không, con này cứ cho vào hoàn 6 luôn. Ai ôm hai cái đơn này cũng ok. Đây này, anh em nhìn cái form size của con Excel. Con này không phải là Selected mà là Excel. Đây, con này form size 1m6 thôi. Hai con này cùng một form size này, 1m6 đến 1m65. Thế cùng một người đúng không? Cùng một người, đúng rồi. Thế tại sao anh lại có thể hủy được cái đơn kiểu nó đẹp như này? Con này ở trong cái lô giá VIP nhé. Trong cái lô giá VIP là 2,1 triệu một con đấy. Ngày hôm nay thì con này mình sẽ bán với giá 850.000. Nhanh tay thì được nhá, và chuyển khoản 100% giúp mình nhá. Những cái đơn này thì nó không lỗi đâu ạ. Đây anh em nhìn này, kể cả là hoàn và để lại trong vòng đâu đó khoảng 2 tháng rồi mà con da nó vẫn còn đẹp như thế này cơ mà. Đó, đẹp dã man luôn, chả hiểu tại sao lại hoàn. Nó có rất nhiều lý do để hoàn, nhưng mà nói chung là mình cứ lên thôi. Con đấy là bao nhiêu nhỉ, vừa báo bao nhiêu? 850.000 cộng với cả con phông là 99k, với mã là hoàn 6. Hoàn 7, hoàn 7 Nguyễn Phú Quyền. Đơn này là đơn giao hàng một phần. Hoàn 7 của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những cái gì? Nhưng mà bán kiểu này kiểu bán. Ui, khách muốn đổi sang polo màu khác, không thích màu này. Như hút chân không. Hoàn mấy ở đây là hoàn mấy? Đây là hoàn 7 anh em nhé. Hoàn 7 của chúng ta thì có một con Aniquilo cốt tông 100%. Aniquilo form size 1m65 đến 1m72 này. Con này 99k, cân nặng 60 đến 75kg nhé. Màu vẫn rất chuẩn, tất cả mọi thứ đều vẫn rất là đẹp. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với cả Rogan Green. Con này form size cũng tương tự luôn nhé. Con này ở trong mã phông là mã 46 đấy, và giá cũng là 99k luôn. Hai con áo bây giờ chỉ phải mua với giá một con áo. Đơn này là hoàn mấy? Hoàn 7. Hoàn 8 ạ. Chuyển khoảng 100% trước khi đơn đi nhá. Hoàn 8 Nguyễn Đình Đức. Số điện thoại đuôi cuối cùng là 570, mã là 527. Không vừa đúng không? Không, con này là cái đơn này nó gồm một cái quần bò và một cái áo da.
Không, cái đơn này là đơn gửi đổi rồi. Ui. Chúng ta sẽ có một cái con size 29 đến từ thương hiệu Basic As of Denim. Con này là lỗi gì đây? Đây là từ. Để mình để con áo da này vào đây trước. Quần bò trước này. Con này là ART of Denim anh em. Ôi con này màu rất là đẹp nhá. Con này là màu xám, kiểu gọi là xám đậm ấy. Con này là size của nó này. Khoảng size này, bụng 83, dài 104 và ống 17. Có thể là khách thích ống rộng. Bởi vì khách nhà mình có nhiều người khá là nhiều tuổi nhá. Con này đây là đằng sau của nó này. Giá con bò này sẽ là 99.000 cho đơn ngày hôm nay. Thậm chí là mình không đủ hàng để bán, thậm chí là mình có thể để bán vào lô khác, nhưng mà thôi. Nó đã là hàng vía thì giả vía đi. Và chúng ta sẽ đến với một con da nữa của Robo Angle. Thế thì cái đơn này phải từ lâu lắm rồi chứ không phải là mới đâu em. Ui. Một cái con da form suông như thế này mà tại sao lại bách nhỉ? Con này ở trong kiện da VIP ấy. Form suông này. Anh em nhìn đẹp chưa? Như thế này cơ mà. Chán chả hiểu. Đây là da dê đấy anh em. Cực kỳ mềm và cực kỳ nhẹ. 850.000 cho con này. Form size 1m65 đến 1m72. Cân nặng 60-80. Form suông nhá. Tay suông. Ở dưới suông. Con này mặc khoác cực kỳ đẹp luôn. Không có lỗi gì đâu đấy. Anh em mình bóc ra từ đơn hoàn đấy anh em. 850.000 cho con này đi. Con này trong kiện giá VIP mà. Size 105. Tiếp em ơi. Hoàn mấy rồi? Tiếp tục chúng ta sẽ đến với hoàn 8 nha. Anh em chọn được cái gì chọn. Cái này là hoàn 8. Thế cái này hoàn 9 à? Hoàn 9 của chúng ta ngày hôm nay là một đơn. Gọi là đơn ra hàng một phần. Tức là khách đặt 4 con lấy 3 còn 1. Thì sale giải vía con này luôn. Con này là một con. Ui. Tại sao khách lại có thể bách được những cái sản phẩm nó đẹp đến như này nhỉ? Đây Under Armour này anh em. Đây Under Armour này, thương hiệu lớn nhá. Màu đẹp. Đây. 1m6 đến 1m64 ạ. Hình thêu này. Cân nặng 1m6 đến 1m64 nhá. Cân nặng 50 đến 62 kg cho mã này, 99k ạ. Hoàn mấy? Hoàn 9 đấy. Hoàn 9 đấy. Hoàn 10 đi. Hoàn 10, Levi à? Levi. Hoàn 10, một con quần bò đến từ thương hiệu Levi. Mình nhớ là cái lô quần bò đấy mình bán đâu đó được 60 mã thì chỉ bị hoàn mất con này thôi. Lý do hoàn là gì? Người ta có ghi lý do không vừa. Đúng rồi, không vừa sai. Con này size của nó là size 30. Ô, 30 này, bò 3. Đây. Màu của Levi đẹp như thế này các bạn. Đây, 30 32. Quần bò Levi hôm trước bán bao nhiêu tiền nhỉ? 400 à? 199k. Cho mã này. Bụng 82, dài 107 và ống 21 nhá. Hôm trước có rất nhiều người săn con này mà. Đây này, ống yếc các thứ còn nguyên nhá. Này, tác. Gọi là tác tiếc các thứ còn nguyên phía bên trong này. Đây anh em. Còn tất cả đều còn đầy đủ hết. Con này hoàn mấy? Hoàn 10. Hoàn 10 anh em nhá. 11 em ơi. Sắp hết bố rồi. Đơn hoàn ít đi. Bảo lên là một cái clip dài nhưng mà clip ngắn quá anh em. Quá ít hàng bị bách. Hoàn bao nhiêu? Hoàn 11. Hoàn 11. Kỹ năng cắn quá là siêu đỉnh. Hoàn 11 là một con áo. Sao lại hoàn nhỉ? Đây, áo thể thao của Adidas này. Nó bị dài. Mình thấy ghi ở trong là nó bị dài quá. Con này 1m70 đến 1m75. Báo size chênh lên một size đấy ạ. Cân nặng 60-80 nhá. Một con thể thao của nhà Adidas. Con này thực ra là chẳng qua là mình lỡ tay mình bóc ra đây. Không để ở lô phong mới bán vẫn được. Đây anh em. Cúc tiếc cái đứa còn nguyên nhá. Con này giá của nó sẽ là 100.000 nhé. Hơi tiếc, thề áo này hiếm lắm em.
Hàng 11 à? Đấy, 11. À, hoàn 11. Hoàn 12. Chúng ta sẽ lên với hoàn 12. Mình bán giải vía mà. Tiền ship đi ship về của mấy con này nó cũng mất 40.000 rồi. Bán 99k là quá khốn nạn. Nhưng mà anh em đừng có hoàn nhiều nhá. Hoàn nhiều là khách hàng mà hoàn quá 3 lần là mình không phục vụ nữa đâu. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một con của Mizuno đến từ Nhật Bản này. Con này hoàn mấy em? 12. Hoàn 12, con này form size 1m73 đến 1m78, cân nặng 70 đến 90kg nhé, Mizuno. Không lỗi đâu ạ. Phong nhà mình thì nó không bị bất kỳ một cái lỗi gì. Chẳng qua là có nhiều đơn kiểu người ta đặt 4-5 con xong có một cái con mà nó không vừa ấy thì người ta bách lại thôi. Đây, 99.000 nhá. Trắng tinh. Hoàn 10 mấy? 12, 13. Chúng ta sẽ tiếp tục với hoàn 13. Hoàn 13 là một đơn với mã là 10417707. Ơ, sao con này lại hoàn? Đây này. À, con này là anh lấy một con áo ra 1,5 triệu. Con này thì vợ không vừa. Vợ không vừa. Ok, chúng ta sẽ có một cái con dành cho những chị em phụ nữ bằng da bò 1m5 đến 1m55. Cân nặng này. Cân nặng thì mình cũng không ướm được con này form size tầm bao nhiêu đâu, tầm khoảng 3 năm đến khoảng 4-5kg trong khoảng đấy dành cho chị em phụ nữ nhé. Da bò nguyên miếng 100% và giá sẽ là 299k. Hoàn bao nhiêu? Hoàn 13. Hoàn 13. Chuyển khoảng 100% thì đơn đi nhá. Còn không thì không có mà bán đâu. Tiếp tục. Hoàn 14. Chú chú. Bán mượn. Bán đơn tính theo nghìn mà lượng hoàn tính theo 20 đơn. Còn chưa đến 20 đơn. Con này lại là da một phần này. Bình thường là đơn nhà mình không bao giờ gói theo cái kiểu như này đâu. Trông gọn đét. Và chắc chắn là phải lấy hàng thì nó mới về được cái kiểu đơn nhỏ này đúng không? Ừ, người ta phải lấy trước rồi. Thế đơn này hoàn lại, bây giờ chắc còn một con. Con này hoàn bao nhiêu? 16 à? 14. À, con này mới là hoàn 14 á? Ít này. Xong tí nó vứt hết túi bóng lại đi nhá. Chúng ta sẽ đến với hoàn 14 ạ. 99k nhá. Một con đến từ thương hiệu Anblo. Hình cái ô đấy. Đúng là cô tông 100%. Chỉ cần gấp đi gấp lại vài lần là đã nhằn rồi. Cô tông xịn mặc cực mát rồi. Con này màu kem ạ. Ê khách thử, khách còn chưa lộn cả tay. Khách ơi là khách. Đây chúng ta sẽ có một con với form size là 1m58 đến 1m62 nhé. 99k. Không bao giờ có cái giá rẻ hơn như thế này đâu. 99.000. Và chuyển khoản 100% trước. Hàng bao nhiêu? Hàng 14 nhá. Cô tông 100%. Hàng 15 nè. Hàng 15 gói trong chiếc bánh custard. Đây đây Tùng ơi. Chúng ta có một hộp bánh à, người gửi là thân Duy Anh à, cùng họ với cả mình. Ơ à, đây là con da xanh này. Con này khách đặt xong bắt đầu mày hàng chưa bách về mày đã ấy đúng không? Rồi đúng không? Một con này là 1m6 à 1m58 đến 1m62 này, dành cho những người nhỏ, cân nặng 50 đến 60kg nhá, da bò 100%. Lỗi nhẹ là nó bị xước nhẹ ở một số chỗ này, ví dụ như ở những chỗ như này là nó bị xước nhẹ này. Còn lại về chất lượng của con da thì hoàn toàn ok. Nếu mà chúng ta mua con này về thì chúng ta có thể là đánh xi lại hoặc là hấp lại thì nó sẽ về cái màu nguyên bản của nó thì nó sẽ rất là đẹp. Con này thì da chắc chắn là da thật 100% rồi. 299k. Nhìn cái đéo đi. Lỡ ngồm anh em. Tại cái phản ứng của nhân viên nhà mình là không ngờ là mình sẽ bán bây giờ đấy. 299k. Mã hoàn bao nhiêu? Hoàn 15 anh. Hoàn 15. Hoàng lấy danh hoàn 16. Hoàn 16 của chúng ta ngày hôm nay là mã đơn hàng lưu kho chờ shop check này.
05212. Hàng con này là hoàn 16 à. Con này lại tiếp tục lại là da này. Mọi người biết tại sao da lại hay bị hoàn không? Là bởi form da ấy, nhiều con nó theo form Hàn Quốc ấy. Ui, đùa à? Này, logo đẹp như này mà. À, con này form nhỏ. Anh em mặc không vừa là đúng rồi. Nhưng anh em bụng bia đặt về không vừa là chắc chắn đúng. Con này trong kiện giá VIP 800k nha. Đầu tiên form size này. Này, màu da mọi người nhìn này. Kể cả nó đã hoàn về nhá và đã chờ trong khoảng thời gian rất dài thì da nó vẫn còn rất là đẹp. 1m6 đến 1m65, cân nặng 50 đến 60kg, hết cỡ hoặc là nhỏ hơn. 800k trong kiện giá VIP 2,1 triệu. Tiếp em ơi. 17. Con đấy là hoàn 16 nhá. Hoàn 17, dày à? Trong cái này là bắt đầu là dày đúng không? Ờ. Sao vậy? Đâu xem nào. Khách không nghe điện thoại. Đùa. Chán. Con này hoàn 17. Đây là hoàn 17 nghe nhá. Khách ơi là khách. Đẹp như thế này các bạn không muốn nhận thì để người khác nhận chứ. Đây ạ, à, đây là một con size 40 của nhà Adidas Crown Farm này. Mọi người nhìn này, có lỗi gì đâu. Không có một tí lỗi nào luôn nhá. Này, đế điếc này. Anh em đi size 39,5 hoặc là 40 đi đôi này nhá. Đôi này bình thường mình bán 750 à? 750. Ngày hôm nay giá của nó sẽ là 499k. Chỉ tầm đấy thôi là hết cỡ rồi. Con này độ mới trên 90 nhá, chắc chắn đấy. Crown Farm của nhà mình nó đẹp lắm anh em. Hoàn bao nhiêu rồi? 17, đây là 18. Hoàn 18 ạ. Hoàn 18 của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một con áo. Áo gì đây? Hết rồi đúng không? 18 mã đơn hoàn trong vòng 2 tháng. Sale hết luôn cho nó chơi. À, cái đơn này là đơn. Đúng rồi. Columbia. Màu con này là màu gì nhỉ? Nâu đất. Nâu đất anh em ạ. Con này 99k nhé. Hello. Con này 99k, form size 1m73 đến 1m78 ạ. Cân nặng 70 đến 90kg, mặc giúp mình con này nhá. Columbia. Nỉ đấy ạ. Nỉ 99.000. Và đây sẽ là mã cuối cùng nhá. Hết rồi. 18 mã đơn hoàn và chúng ta sẽ thanh lý hết tất cả những cái đơn hoàn này để nó giải vía. Là một cái, thứ hai nữa là anh em nhớ là chuyển khoản trước 100% nhá. Trước khi mà đơn đi. Không thì bị ấy lắm. Không thì kiểu bị mất thời gian ấy. Chứ mấy cái đơn kiểu như thế này thì mình nói thật với anh em luôn là tranh nhau để mà lấy mà. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc clip ngày hôm nay với mã cuối cùng là hoàn 18. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Cường Kiên Thật. Nhớ like và subscribe để tiếp tục cập nhật clip mới nhá. Mình sẽ phát clip này trong vòng buổi chiều nay luôn. Và buổi tối nay thì chúng ta sẽ lên với cả sơ mi. Hôm nay về đâu đó khoảng, hình như anh nhớ không nhầm là 56 mã sơ mi mới về để cho tất cả mọi người có thể lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.